Phải công nhận SE là anh em mua rất là nhiều, bán chạy ghê luôn. Về có mấy ngày là hết rồi, chỉ còn hai cái. Và hai cái này thì giống như kiểu là trời sinh một cặp hay sao anh em ạ. Đấy, một em là pin 87, em pin 88 nhá. Màu trắng đẹp nõn nà luôn, rất ngon. Máy mình bán thì là máy nguyên bản quốc tế và mình sẽ bảo hành cho anh em là 6 tháng. Lỗi là mình đổi không sửa nha. Lỗi là đổi không sửa. Rất yên tâm. Bên mình bán thì bán máy chuẩn nhá, không có bán máy lốc, không có bán máy bị sửa và không có bán những cái máy linh tinh lang tang, và cái quan trọng là không bán máy hữu duyên, rồi cũng không bán máy lùa gà anh em đâu. Tất cả sản phẩm mình bán thì chỉ có máy thôi, không tặng phụ kiện và không bao ship, nhưng mình sẽ bao cho anh em là máy ngon, máy chất, và lỗi là mình đổi. Rất là yên tâm nha. Anh em cần mua sản phẩm SE 2020 màu trắng tại Di động Nhật Nam thì anh em phải follow theo dõi mình kỹ lưỡng vào, khi nào tin tưởng rồi thì hãng mua nhá, chứ đừng có chưa tin mà mua thì lại mất tiền oan thì khổ anh em ạ. Lên trên mạng này cứ phải cẩn tắc vô áy náy anh em nhá. Theo dõi cho kỹ đi. Anh em vào cái phần hồ sơ của mình ở đây này, ở đây này, vào hồ sơ xem tham khảo dù tú bé kỹ lưỡng là sẽ biết được cách đặt hàng cũng như là sẽ yên tâm hơn trong việc đặt hàng, bởi vì mua hàng ở bên mình là phải đặt cọc anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em săn được hàng xịn sò chất lượng nha anh em.